Sang đang có mặt tại văn phòng VNVT Tech Hồ Chí Minh và tại đây Sang đang có hẹn với một người anh rất là thân. Anh ấy tên là Tuấn và mỗi lần đến đây thì anh Tuấn lúc nào cũng giới thiệu cho Vinh Sang một thiết bị công nghệ thú vị. Thì đây là cái sản phẩm do VNVT Technology sản xuất. À, em có thể cầm được không ạ? Okay. Và đây là lần đầu tiên Vinh Sang cầm được trên tay cái sản phẩm này. Tên của nó là T201HD. Thì hôm nay anh cũng có mang tới cái sản phẩm này. Thì muốn giới thiệu với em. Nó rất là nhẹ và với cái thiết kế cũng rất là thanh mảnh, vừa đẹp mà nó vừa trắng mà nó vừa nhẹ nữa, thì chắc chắn là nó sẽ rất là sang cái TV của mình và cả những cái thiết bị xung quanh nữa. Vậy thì cái sản phẩm này nó sẽ thay thế cái sóng truyền hình analog đúng không ạ? Đây không phải là thay thế sóng truyền hình analog mà cái đầu đây là nó thay cho cái công nghệ analog cũ. À, thật sự thì em rất là thích những cái thiết kế mỏng hơn bởi vì nó rất là phù hợp với giới nữ. Vậy thì anh có bên anh có cái sản phẩm nào? Anh thì bên anh thì lại không nghĩ như thế. Sản phẩm với kích cỡ như thế này thì nó cảm giác nó chắc chắn hơn. Trên tay em thì đang là một sản phẩm màu trắng. Vậy thì bên anh có cái màu đen không? Có chứ em, thì hiện nay thì bên anh ngoài sản phẩm màu trắng thì bên anh cũng có màu đen. Tuy nhiên hiện nay thì hôm nay anh lại không mang tới này. Với cái thiết bị này á, thì Vinh Sang cảm nhận rằng á, nó cũng rất là nhẹ, nhỏ, gọn, thiết kế rất là phù hợp với những không gian hiện đại. Cái sản phẩm này thì bên anh sản xuất ra thì cũng để nhằm phục vụ cho người dân có thể xem được cái truyền hình với chất lượng tốt hơn. Thì trước đây thì các hộ dân họ sử dụng cái công nghệ analog cũ, thì khi gặp vấn đề về thời tiết xấu thì cái sóng truyền hình nó khá là, cái chất lượng cái kênh truyền hình nó khá là không tốt. Cái sóng truyền hình analog á là nó có từ bao giờ cho tới bây giờ vậy? Anh thì anh cũng không nhớ là bao lâu, nhưng mà theo anh được biết thì sóng analog đi kèm với cái TV đầu tiên nó ra đời anh ạ. Thì khi mà TV ra đời thì để kho được truyền hình bắt buộc thì các cái chỗ mà phát sóng truyền hình nó sẽ phải sử dụng công nghệ analog để nó phát sóng để mới truyền hình mới có thể thu được. Cái công nghệ sóng mặt đất này thì một băng tàu nó có thể xem được rất là nhiều kênh. Ngoài ra thì cái chất lượng hình ảnh nó cũng sẽ được tốt hơn, đặc biệt là em có thể trải nghiệm các dịch vụ truyền hình với chất lượng HD. Em nhớ rồi, lúc hồi nhỏ em coi TV á, khi mà có cái mưa gió gì á thì lại cái truyền hình, cái chất lượng hình ảnh của em nó lại bị nhờ đi. Hồi nãy giờ anh nói những điều mà em cũng hơi bị khó hiểu tí. Thì thôi bây giờ mình vô cái chi tiết của cái thiết bị này đi nha anh. Thì anh cũng muốn cũng giới thiệu em như thế này. Thì ở đây thì em có thể thấy rồi, đây mình có thể có nút nguồn. Ở đây để có nghĩa là mình muốn bật thiết bị hay là mình tắt thiết bị thì mình có thể sử dụng nút nguồn này, hoặc là mình sử dụng cái remote đi kèm theo bộ sản phẩm. Ở đây thì mình cũng có thể thấy là ngoài ra thì nó có cái nút menu để dùng để lựa chọn các cái ứng dụng mà mình muốn sử dụng trên cái thiết bị này. Một số nút nữa đó, ví dụ như nút tăng kênh, giảm kênh, nút tăng âm thanh và giảm âm thanh. Ở mặt trước thì có nhiều nút nhưng được sắp xếp rất khoa học. Ở đây em cũng có thể thấy thêm là đây mình có một số cái khe để mình cắm cái anten. Để sử dụng thiết bị này thì mình phải có cái anten để mình bắt sóng số mặt đất. Đối với một số TV đời cũ á, thì họ không có cái khe HDMI thì họ bắt buộc phải sử dụng cái dây AV. Thì ở đây nó có 3 màu là màu vàng, màu đỏ và màu trắng, tương ứng với các cái công năng của nó là âm thanh ảnh và âm thanh. Nó có màu giống đúng rồi. Đúng rồi, nó có màu giống nhau. Tại vì em cũng hay bị rối với những cái chui này lắm, em không biết cắm như thế nào cho đúng cả. Đối với một số hộ dân mà họ có cái TV mà đời mới mà có cổng HDMI mà thì mình có thể mình sử dụng cái giác HDMI để mình gắn vào trải nghiệm được các cái ứng dụng truyền hình, các cái nội dung truyền hình với chất lượng HD đối với các nhà đài khi họ nhà đài họ phát sóng. Và cái cuối cùng đó là dùng để mình nắm cái nguồn adapter của cái sản phẩm để gắn cái nguồn điện để có thể sử dụng được cái đầu thu này. Mặt sau có nhiều cổng giao tiếp nhưng tùy vào từng loại TV mà sử dụng cổng giao tiếp phù hợp. Anh ơi, em có một thắc mắc là tại vì trước xưa tới giờ thì mình sử dụng cái truyền hình analog rồi. Vậy thì cái việc mà lắp đặt cái chuyển sang sử dụng mà từ cái analog chuyển sang sử dụng cái hệ thống kỹ thuật số mặt đất thì nó có tiện không hay là nó cầu kỳ anh nhỉ? Trong thời gian ban đầu để hỗ trợ thì vì nhiều người dân họ cũng khá là người ta cũng khá là khó tiếp cận đối với cái sản phẩm mới. Thì vậy bên anh cũng có hỗ trợ kỹ thuật tới, họ lắp đặt và cũng chỉnh sửa cho người dân tại hộ dân ở tại khu vực mà đang triển khai trong dự án. Một số cái lưu ý khác nữa là nếu mà em sử dụng cái thiết bị này thì cái anten của mình cũng nên là quay về hướng các cái trạm phát của các đài truyền hình thì nó sẽ bắt sóng mạnh hơn. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn em lắp đặt cái sản phẩm này đối với cái TV ở trên đây. Để lắp đặt cái thiết bị này thì cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì mình chỉ cần mình ngắm nguồn, nối nguồn giữa thiết bị và cái nguồn điện tại nhà.
sau khi mà cái thiết bị đã có điện rồi thì bắt đầu là mình có cái anten. Thì sau khi mình có anten, mình gắm cái anten vào cái bộ đầu thu này và mình vào trong cái ứng dụng trong cái đầu thu để mình dò kênh. Thì sau khi dò kênh nó sẽ liệt kê tất cả những cái kênh mà đầu thu này có thể bắt được. Ban đầu Sang tưởng là công nghệ mới thì việc lắp đặt rất là khó khăn và cầu kỳ, nhưng thực ra việc lắp đặt rất là đơn giản. Là mình phải cắm vô đó luôn đó hả anh? Đúng rồi. Wow, cái logo VNPT. Menu nó cũng khá là đơn giản. Nó cũng đơn giản thiệt á anh, nó có mấy cái mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thư mục thôi, còn menu nhà em trời một đống luôn. Giao diện menu rất là đơn giản và thân thiện với người dùng. À, ví dụ như mà ở gia đình có con nhỏ thì mình có thể khóa những cái kênh mà nó không phù hợp với trẻ em. Phù hợp với trẻ em đúng không? À. Thì trước khi khóa thì mình sẽ bật thiết lập chế độ là khóa kênh và mình thiết lập cái mật khẩu. Sau khi mình thiết lập mật khẩu rồi thì đối với những cái kênh đó thì nó sẽ bị khóa, chỉ khi nào mình nhập đúng mật khẩu thì nó mới có thể vào để xem tất cả cái kênh truyền hình. Ở đây mình hoàn toàn mình có thể mình biết trước được cái chương trình trong ngày chiếu những nội dung này, là mình có thể mình canh thời gian mình xem cái chương trình đó. Anh thì ra cái đó là lịch phát sóng hả anh? Đúng rồi em, cái đây thì khi mình bật lên thì nó sẽ có lịch phát sóng bên cạnh. À là em có thể canh được cái chương trình mình muốn coi. Đúng rồi. Có rất là nhiều tính năng, nhưng mà đối với công nghệ mới này thì Sang thích nhất là tính năng ghi lại chương trình mà mình yêu thích, và đặc biệt là tính năng khóa kênh dành cho những gia đình có trẻ em. Có cái cổng USB. Cái cổng này thì ví dụ như em muốn lưu lại một số cái chương trình truyền hình em yêu thích, hoặc là em không có thời gian để xem một số chương trình nào đó em thích, em có thể em cắm một số thiết bị lưu trữ ngoài vào đây và em bấm tính năng là thu lại cái chương trình. Em cũng thắc mắc cái mục ghi hình đó. Để anh làm ghi hình. Rồi nó đang ghi hình em ạ. À là nó đang bắt đầu rồi hả? Đúng rồi. Rồi em thấy cái nút ở bên phải màn hình rồi. Ghi hình. Bây giờ anh sẽ sau khi ghi xong thì anh hát lại một đoạn ha, anh thử một đoạn nữa xem. Dạ. Rồi, sau khi mình ghi xong nó đã lưu trong cái thẻ nhớ rồi, mình hoàn toàn mình có vẻ mình vào mình bật cái chương trình mình vừa ghi. À, ôi hồi nãy anh em mình lưu cái chương trình ca nhạc đúng không anh? Thì bây giờ em muốn xem thì em chỉ cần vào cái phần menu. Em vào cái phần ghi hình thôi. Và em vào cái chỗ phần cài đặt ghi hình. Chương trình đã ghi chưa? Chương trình đã ghi. Rồi em bấm vào, em bấm OK là nó sẽ phát cái chương trình vừa rồi em đã ghi thôi. À rồi, em thấy là nè, nó đang phát nè. Đúng rồi. Đấy. Wow. Đấy, nó hoàn toàn mình có thể mình ghi lại những chương trình mà mình bỏ lỡ. Em thấy nó cũng hay ha anh ha, ở dưới góc phía dưới nó có cái màn hình để mình có thể coi được những cái xem qua những cái chương trình mà mình chọn. Anh ơi, em thấy chất lượng hình ảnh cao quá anh ha. Đúng rồi, cái đầu thu này thì nó có thể cho phép mình có thể mình xem được các cái chương trình truyền hình với chất lượng HD. Chất lượng cao đó, độ nét cao đấy mà. Sang cảm thấy chất lượng hình ảnh rất tốt. Hồi nãy em có sờ thử rồi đó, nhưng mà em cảm thấy nó không có nóng. Vậy là những cái thanh tản nhiệt đó là nó tản nhiệt ra hả anh? Được, đúng rồi, nó hỗ trợ cho cái đầu thu tản nhiệt ra để nó giảm bớt sức nóng đối với đầu thu trong quá trình sử dụng. Em thấy anh em mình cũng trải nghiệm TV quá trời luôn mà thấy nó không nóng, thích ha. Cái chiếc anten của mình á, anh lắp ở đâu vậy ạ? Hiện nay thì đối với anten mình có thể hoàn toàn mình có thể lắp trong nhà hoặc là ngoài trời. Thì đối với nếu anten mình lắp trong nhà thì cái nhà mình để phải gần cái trạm phát của cái đài truyền hình thì mình có thể bắt tốt được cái kênh. Tuy nhiên đa phần các cái hộ dân thì họ nằm xa cái trạm phát của đài truyền hình thì mình nên bắt tốt nhất là mình nên bắt những anten ngoài trời, nó sẽ thu phát sóng tốt hơn. Sau khi đã được anh Tuấn giới thiệu và cũng trải nghiệm về sản phẩm này thì Vinh Sang cảm thấy rằng đây là một sản phẩm của Việt Nam cực kỳ tốt và nó đưa ra những cái chất lượng hình ảnh rất là cao. Hơn thế nữa thì nó thay đổi cái việc xem TV của bình thường của chúng ta. Qua đó chúng ta có thể tích hợp thêm những cái tính năng ví dụ như là chơi game hay là ghi hình vân vân. VNPT và tâm huyết Make in Việt Nam với tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, VNPT Technology đã xây dựng nguồn nhân lực không những có trình độ chuyên môn cao mà còn không ngừng nắm bắt, học hỏi và tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Những tên tuổi như Qualcomm, Broadcom, Intel đều được VNPT Technology tiến hành hợp tác chặt chẽ, hay những cái tên như Alcatel, Lucent, IBM, Microsoft cũng nằm trong danh sách đối tác hàng đầu nhằm giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm, thiết bị công nghệ tiên và nhất. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường làm việc khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, cùng các đối tác hàng đầu trên thế giới, VNPT Technology đang kết hợp những thế mạnh của mình để đi trên con đường tiên phong vừa nghiên cứu, thiết kế, vừa lắp ráp sản phẩm tại nhà máy của chính mình tại Việt Nam. Thật đáng để chờ đợi những quả ngọt được ươm trồng từ những tâm huyết của các chuyên gia, kỹ sư VNPT Technology trong thời gian qua.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.